发如雪，凄美了离别，我分享感动了谁？Hát bài nào được ta? Có ai có bài nào không? Em hát được tiếng Trung nhưng mà em chả nhớ ra bài nào cả. Nhớ thôi, hát anh ơi lại lại đi, search anh ơi lại cho Văn Thúy hát nha. Em không hát được bài đấy đâu. Em có mấy bài mà hát đi hát lại nhiều lần rồi. Rất là nhiều lần. Em vào playlist của em xem. Rồi, chúng ta sẽ. Em đang nghe bài gì mà cứ bắt buộc phải hát à? Chắc là không được đâu, em đang nghe Nu Phước Thịnh, em không biết, em không lên được. Ai có em mượn rượu tỏ tình đấy. Mượn rượu tỏ tình. Rồi, một nhưng bài. Nhưng cũng thuộc về đấy, em chỉ nghe được thôi. Mình chỉ cần hát đoạn điệp khúc thôi. Là sao? Em mượn rượu tỏ tình anh đấy thì sao nào? Đấy, anh thuộc em gì nữa? Không, nhưng mà không, người ta không có nhu cầu nghe MC hát. Chỉ có nhu cầu nghe khách mời hát thôi. Tự nhiên mỗi lần kêu hát em có thể hát được nhạc Châu Kiệt Luân đấy. Hát đi chị. Được không? Có được hát nhạc. Hát nhạc Châu Kiệt Luân được không anh ơi? Không được đúng không? Ok được. Ok được, em hát được bài Tóc Tự Tuyết. Nhạc được, tự tình thôi, nhạc tình cảm thôi. Tình cảm luôn. Ok. Rồi. Nhạc Đài Loan. Rồi đây nhưng đây, mình cất cái này cho. À, phải hát chay ạ? Đúng rồi, hát chay. Em sẽ vỗ tay chị. À, không được hát bè theo anh ấy, em có thể bật anh ấy vào. À, không được, tại vì nó sẽ dính bản quyền á. À thế ạ, ok, em hát được Tóc Tự Tuyết ạ. Trời ơi, lần đầu tiên nghe chị mình hát nha. À vâng, hát được Tóc Tự Tuyết ạ. Rồi, và để thể theo yêu cầu của quý vị khán giả thì bây giờ Hoa hậu Mai Phương Thúy sẽ thể hiện tôi phải làm chuyện này. Một bài hát. À. Xin mời Mai Phương Thúy giới thiệu. Vâng, bài hát mà em chuẩn bị hát là bài hát của Châu Kiệt Luân, tên là Tóc Tự Tuyết ạ. Tóc Tự Tuyết. Ni fa ru xue qi mei le li bie, wo fen xiang gan dong le shui. Yao ming yue han hui yi jiao jie, ai cai le fang xiang wan mei. Ni fa ru xue fen fei le yan le, wo deng ai tao lao le shui. Hong qian cui wei xun de sui yue, wo yong wu hui. Wow. Lần đầu tiên em được nghe chị Thúy hát luôn á. Lần đầu tiên mà Mai Phương Thúy thể hiện nguyên một đoạn mà ca khúc mà bằng tiếng Hoa nữa, rất là tuyệt vời. Hồi trẻ học nhiều tiếng Anh rồi lớn toàn học tiếng Hoa. Cảm ơn Hoa hậu Mai Phương Thúy, cảm ơn Hoàng Thùy. Em không hát luôn hả? Em không thể nhớ được một bài nào. Sao lại em lại bia đỡ đạn? Chắc hẳn là các bạn khán giả là rất là thích thú với phần thể hiện vừa rồi của Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng như là những câu chuyện mà Hoàng Thùy ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta. Một lần nữa thì cảm ơn hai Hoa hậu đã tham gia chương trình Gương Mặt Showbiz và hy vọng là sẽ có một cơ hội nữa đó gặp lại hai bạn để chia sẻ tiếp tục những câu chuyện của hai bạn nhé. Thúy thì phải tìm một cô Thủy nữa nha. Vâng. Thúy luôn. Đúng không? Thúy thì đã đủ rồi đó. Vậy thì Thúy có điều gì muốn chia sẻ với các bạn khán giả trước khi chúng ta chia tay không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Thùy xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã theo dõi những cuộc trò chuyện của ba anh em từ nãy đến giờ và hiểu thêm về cái chặng đường của Thùy cũng như là cái sự chuẩn bị của Thùy trong Miss Universe sắp tới, và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Thùy nhé. Yay!